mỗi người con đất Việt, bánh trung thu là một loại bánh ẩm thực không thể thiếu trong mỗi dịp trông trăng rước đèn. Mùa trung thu năm nay, loại bánh trung thu do các cá nhân hộ kinh doanh nhỏ tự làm thủ công bằng tay trở nên đắt khách và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dạ, chính xác là như vậy. Tuy nhiên, có một điều mà các cá nhân hộ kinh doanh nhỏ tự làm bánh phải cần lưu ý là theo quy định của pháp luật thì người bán bánh tự làm có thể bị phạt tiền. Nguyên do là vì sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Việc các loại bánh trung thu tự làm được rao bán tràn lan trên các kênh online đang dẫn đến nguy cơ chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm rất khó kiểm soát do sản phẩm không đảm bảo các yếu tố về nhãn mác, công bố chất lượng theo đúng quy định của pháp luật. Việc rao bán các sản phẩm bánh trung thu trên mạng mà không thực hiện đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa theo quy định có thể bị xử phạt theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cụ thể, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 20, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với hành vi không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Phà Đình Khao vượt sông Cổ Chiên thuộc quốc lộ 57 là tuyến huyết mạch giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Do nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân trong vùng tăng đáng kể nên xe ô tô bị ùn ứ hai đầu bến, nhất là vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Xe ô tô đậu nối đuôi thành hàng dài và chen kín giao lộ quốc lộ 57 và đường tỉnh 902. Kể từ khi được bổ sung các phà 200 tấn từ Cụm và Vàm Cống, tưởng chừng phà Đình Khao đã thoát cảnh kẹt xe kéo dài, khiến cho người dân vô cùng ám ảnh. Thế nhưng từ sáng ngày 10 tháng 9, phà Đình Khao lại kẹt xe kéo dài gần đến cầu Rạch Dừa. Nguyên nhân là vì sao? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận nóng của phóng viên chương trình. Đây là những hình ảnh phóng viên chương trình đã ghi nhận vào lúc 15 giờ hôm qua. Hàng chục xe ô tô tải, ô tô khách xếp hàng dài trên quốc lộ 57 chờ xuống phà. Một số xe ô tô bất chấp pháp luật đã lấn làn dành cho xe máy để được đi trước, gây nên cảnh hỗn loạn giao thông tại khu vực này. Các xe máy phải chen chúc hoặc phải chạy lên vỉa hè mới qua được. Khi thấy phóng viên của chương trình ghi hình, một xe khách mang biển số tỉnh Bến Tre định lấn làn đã cho xe lùi lại xếp vào hàng. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và hạn chế các xe bất chấp pháp luật. Ông Nguyễn Hoàng Thông, bến trưởng phà Đình Khao cho biết nguyên nhân của vụ kẹt xe là do một chiếc phà 200 tấn bị hư. Một xà lan chưa rõ số hiệu lưu thông từ hướng sông Tiền rẽ vào kênh Long An thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì không may va vào trụ chống và đập dưới chân cầu Hồng Ngự chắn ngang con kênh Long An. Cùng với dòng nước đang lớn chảy xiết nên chiếc xà lan này có nguy cơ bị chìm. Công an thị xã Hồng Ngự đã điều động trạm điều tiết giao thông đường thủy khu vực cầu Hồng Ngự cùng với một chiếc xà lan khác đến hỗ trợ. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường mà phóng viên chương trình đã kịp thời ghi nhận. Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 11 tháng 9, một chiếc xà lan chở hàng ngàn khối cát lưu thông hướng từ sông Tiền rẽ vào kênh Long An thuộc thị xã Hồng Ngự thì gặp sự cố. Do dòng nước chảy xiết nên xà lan đã va vào trụ chống va đập dưới chân cầu Hồng Ngự nằm chắn ngang con kênh Long An. Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời nhưng đến hơn 12 giờ trưa vẫn chưa thể giải cứu được xà lan. Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông trên cầu Hồng Ngự và hai bờ kênh Long An để xem. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giảm thông kịp thời. Để giải cứu xà lan, phương án tối ưu được công an thị xã Hồng Ngự và trạm điều tiết giao thông thủy khu vực cầu Hồng Ngự đưa ra là bơm bớt một phần cát sau đuôi xà lan nhằm giảm tải trọng để có thể lay động được chiếc xà lan kéo ra khỏi dòng nước lớn chảy xiết vào kênh Long An. Mới đây, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây sản xuất ma túy khủng tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên, trú tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, do ông Trần Ngọc An, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm chủ. Đáng nói, xưởng do ông Trần Ngọc An làm chủ nhưng lại được người Trung Quốc thuê để tập kết vật chất tiền ma túy, máy móc hóa nghiệm, dụng cụ tinh chiết chất ma túy phục vụ sản xuất ma túy. Hiện đã bắt 7 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma túy tổng hợp, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất ma túy. Cuối tháng 6 năm 2019, sau hàng loạt vụ lùm xùm về các dự án ma xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, tập đoàn địa ốc Alibaba tiếp tục tấn công tới huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với tên dự án Alibaba Thắng Hải New Time City và đã có nhiều cảnh báo về địa ốc Alibaba, nhưng nhiều địa phương vẫn cảm thấy choáng váng khi doanh nghiệp rất nhiều tai tiếng này xuất hiện trên địa bàn.
Và mới đây nhất vào hôm qua, công ty này lại xuất hiện ngang nhiên tại địa chỉ khác của một công ty khác ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vẫn ung dung treo khẩu hiệu cũ giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản. Nhưng mà anh vừa mới nói, nếu đây là địa chỉ của công ty khác thì có lý nào Alibaba đã treo nhầm biển, còn nhân viên của họ thì mặc nhầm áo đồng phục hay không? Thực ra sao? Sau đây là ghi nhận nóng của phóng viên chương trình. Bên dưới khẩu hiệu đó vẫn còn những lẵng hoa chúc mừng ngày khai trương. Tuy nhiên, trên giấy phép do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, thì địa chỉ này là của chi nhánh công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 do bà Phạm Thị Ánh Hoan đứng đầu, chứ không phải là của công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Không chỉ có chuyện treo nhầm bảng hiệu trong ngày khai trương, mà dường như nhân viên của công ty ở địa chỉ này còn mặc nhầm áo. Khi làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, người đàn ông này là đại diện của công ty 108, nhưng lại mặc áo có theo dòng chữ địa ốc Alibaba. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến, ông Bùi Văn Âu cho biết, hiện phường đang lập biên bản vi phạm hành chính để gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Việc xử phạt và áp dụng cưỡng chế ra sao là do thành phố Biên Hòa quyết định. Qua xác minh của Công an tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án mà địa ốc Alibaba rao bán đất nền, trong đó huyện Long Thành có 27 dự án, hai dự án còn lại ở huyện Nhân Trạch và huyện Xuân Lộc. Qua xác minh hiện trạng của 29 dự án này, chủ yếu là đất nông nghiệp, và chính quyền Đồng Nai chưa bàn giao bất cứ một quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư giao đất hay cho thuê đất để Alibaba thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn. Hiện có hơn 60 khách hàng mua đất nền của các dự án địa ốc Alibaba rao bán. Trước đó, sau khi bị chính quyền xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai tống đạt quyết định cưỡng chế công trình văn phòng diện tích 302.6 m² xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm trên địa bàn, Alibaba đã tự động tháo dỡ công trình này. Vấn đề ở đây là mình không có đề cập tới công ty địa ốc Alibaba. Ở đây vấn đề là mình đang nói đến cái công ty cổ phần đầu tư và phát triển 108. Vấn đề sử dụng biển hiệu của công ty và chi nhánh công ty sử dụng biển hiệu lại là không đúng các quy định pháp luật, cụ thể là theo luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 103 của chính phủ và nghị định 158 của chính phủ. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính chi nhánh công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 tại số 96B đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, số tiền 15 triệu đồng về hành vi treo biển hiệu không đúng quy định với giấy phép đăng ký kinh doanh khi đã treo biển hiệu liên quan đến công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ngoài xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa yêu cầu trong vòng 10 ngày công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 phải tháo dỡ biển hiệu treo trái phép của công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Nếu quá thời hạn trên, công ty không tháo dỡ thì chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế.